Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này là nhà dân gửi bán xe ô tô nhỏ có thể đi qua cửa ngõ thông mọi người nha. Với cái thông số nhà là 31,4m, thiết kế và xây dựng là 3 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Và căn nhà này thì chủ có ý định chuyển đổi nhà nên là nhờ Ngọc Ánh bán đấy mọi người ạ. Và đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Mời mọi người hướng theo em ra cái phần đường ngõ trước nhà mọi người nha. Đây, với phần đường ngõ trước nhà như mọi người có thể nhìn thấy, nằm ở trên trục ngõ thông. Ô tô thì rất là gần và căn nhà này vị trí là thuộc lô góc mọi người nha. Đó. Với cái phần thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa cuốn và bên trong là cửa gỗ. Đây, như mọi người có thể nhìn thấy đây, cửa gỗ. Và phần đây là phần tầng 1 của ngôi nhà quý vị nha. Cái phần thiết kế của ngôi nhà đây, như mọi người nhìn thấy đây, có cái phần tủ bếp ở tầng 1. Tủ bếp rồi là hút mùi ở đây. Quan trọng là vị trí của ngôi nhà này thì là nó rất là gần với lại cái trục đường Sa La Nguyễn Xiển. Nó gần với lại một số cái bệnh viện như là bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Bỏng Quốc gia. Và từ vị trí của ngôi nhà này đi lên Nguyễn Xiển nó rất là gần nha mọi người. Đi ra cái trục đường Sa La Nguyễn Xiển nó chỉ khoảng tầm 1 km thôi, rất là hợp lý. Ngoài ra phần tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh nữa. Đây, cái giá chào bán của cái căn nhà này là 2,8 tỷ đồng nha mọi người, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy, thực ra với những cái căn nhà dân thiết kế như thế này thì Ngọc Ánh chỉ quay cụ thể để cho mọi người có thể ngắm nghía ở trên video thôi. Còn nếu quý vị nào muốn biết thêm thông tin hơn thì vui lòng gọi điện cho em để đi xem trực tiếp căn nhà này nha. Toàn bộ tay vịn cầu thang như đây mọi người có thể nhìn thấy ở đây, từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 đều là gỗ lim, mặt bậc cổ bậc thì đã ốp đá đen trắng. Và phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào, mời quý vị theo em. Với tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ mọi người ạ. Và đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía mặt ngõ, thông thoáng. Đấy, cửa sổ hai lớp, đầy đủ cái hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Và cái phía căn phòng ngủ này thì là có nhà vệ sinh mọi người nha. Trong cái căn phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh đầy đủ. Với căn nhà dân gửi bán này thì thực sự để mà nói là có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và gửi tới mọi người như thế. Quan trọng nhất là cái vị trí thôi, còn cái thiết kế thì người ta đã thiết kế sẵn sàng lên như thế này rồi. Tối ưu hay không thì mọi người có thể cảm nhận trên video Ngọc Ánh quay review cho mọi người từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 nha. Đây, cửa thông phòng của ngôi nhà đây, của cái phòng ngủ này nó là cửa gỗ. Và còn một căn phòng ngủ nữa ở phía tầng 2 này. Đây, như mọi người có thể cảm nhận được, cái căn phòng ngủ này thì nó hơi nhỏ một chút. Bởi vì cái căn nhà này nó là lô góc với mọi người, cho nên nó không vuông đét đâu mọi người ạ, nó hơi bị chéo một chút. Kể cả đây, như mọi người có thể nhìn ở trên video thì cảm nhận rõ luôn là nó có chéo nhá. Đấy. Tất cả các phòng ngủ thì đều có cửa sổ thông thoáng. Đây, và cửa, thiết kế cửa này. Cửa ngủ thiết kế hai cánh mọi người ạ. Nó hơi khác biệt một chút xíu. Đấy là tầng 2 của ngôi nhà. Bởi vì căn nhà này chỉ thiết kế 3 tầng, vậy thì còn lại phía tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em. Với cái căn nhà này ở trên phía tầng 3 thì thiết kế như sau mọi người ạ, gồm một phòng nữa, một phòng riêng biệt ở đây. Đấy, khá là rộng và có đầy đủ cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đây mọi người có thể nhìn thấy nhá, nếu như mà quý vị nào muốn biết cái thông tin cụ thể cái căn nhà này thì có thể kết bạn Zalo với Ngọc Ánh và Ngọc Ánh sẽ gửi sổ trước cho quý vị xem. Với căn nhà này nó hơi chéo một chút. Đó. Và ngoài ra phía tầng 3 này còn có một nhà vệ sinh nữa. Thì các cái phòng vệ sinh này thì đầy đủ cái thiết bị vệ sinh cũng như là cái bình nước, bình nóng lạnh hết rồi nha mọi người. Đấy. Và phần còn lại là phần sân phơi. Đây là khu vực để máy giặt, đây là phần sân phơi, thiết kế 3 tầng. Thực ra để mà nói cảm quan cá nhân thì với cái căn nhà này thiết kế nó không quá tối ưu đâu mọi người ạ. Đấy là theo cảm quan cá nhân của Ngọc Ánh. Còn nếu như quý vị cảm nhận như thế nào thì có thể để lại comment ở phía dưới cùng em nha. Và đấy là cái căn nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới mọi người. Căn nhà này
thì xin nhắc lại với mọi người là 31,4 m, hướng nhà là hướng đông bắc, giá chào bán 2,8 tỷ đồng, vị trí là thuộc Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, cụ thể thì nó thuộc tổ 11 Mậu Lương mọi người nha. Nếu mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn thì có thể kết bạn Zalo với em hoặc gọi điện ngay cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.